muốn mượn một tràng pháo vỗ tay thật rộn rã để chúc mừng cho giáo sư và cho giáo họ Lan và người thầy như thế này. Và chắc chắn không có lời chúc mừng nào đẹp cho bằng lời cầu nguyện mà mỗi người chúng ta hiệp lòng hiệp ý với nhau trong thánh lễ để cầu nguyện cho mỗi người chúng ta, để những ngày tranh thánh còn lại nhờ ơn Chúa soi sáng và trợ giúp, chúng ta sẽ trở về với Chúa một cách trọn vẹn để được Chúa đổi mới tâm hồn như lời bài hát ca nhạc lễ mà chúng ta vừa cất lên. Trong tâm tình ấy, giờ đây chúng ta cùng hợp ý với quý cha bước vào thánh lễ để cầu nguyện cho giáo phận, cho giáo xứ và cho giáo phận cũng như cho tất cả. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Vì hết thảy chúng, từ người nhỏ đến người lớn, sẽ
sấm ngôn của Đức Chúa. Ta sẽ tha thứ tội ác cho chúng và không còn nhớ đến lỗi lầm của chúng nữa. Đó là lời Chúa.
Khi ấy trong số những người lên Jerusalem thờ phượng Thiên Chúa có những người Hy Lạp. Họ đến gặp Philip-phê người Bethsaida miền Galilee và xin rằng: "Thưa ông, chúng tôi muốn gặp ông Giê-xu." Philip-phê đi nói với Andrê và Andrê cùng với Philip-phê đến thưa với Chúa Giê-xu. Chúa Giê-xu trả lời: "Đã đến giờ Con Người được tôn vinh. Thật, Thầy bảo thật anh em, nếu hạt lúa bị rơi vào lòng đất mà không chết đi thì nó vẫn trơ trọi một mình. Nếu nó chết đi, nó mới sinh nhiều bông hạt. Ai yêu quý mạng sống mình thì sẽ mất, còn ai coi thường mạng sống mình ở đời này thì giữ được nó cho sự sống đời đời. Ai phụng sự Thầy, hãy theo Thầy. Thầy ở đâu, kẻ phụng sự Thầy cũng ở đó. Ai phụng sự Thầy, Cha Thầy yêu quý người ấy. Bây giờ tâm hồn Thầy xao xuyến, Thầy biết nói gì đây? Này Cha, xin cứu con khỏi giờ này. Nhưng chính vì giờ này mà con đến thế gian. Này Cha, xin tôn vinh danh Cha." Bây giờ có tiếng từ trời vọng xuống: "Ta đã tôn vinh danh Ta, Ta sẽ còn tôn vinh nữa." Dân chúng đứng đó nghe vậy liền nói: "Đó là tiếng sấm." Người khác lại vào: "Là tiếng Thiên Thần nói với ông ta đấy." Chúa Giê-xu đáp lại: "Tiếng ấy vọng xuống không phải vì Ta mà vì các người. Giờ đây đang diễn ra cuộc phán xét thế gian này. Thủ lãnh thế gian này sắp bị tống ra ngoài. Phần Ta một khi được dương lên cao khỏi mặt đất, Ta sẽ kéo mọi người lên với Ta." Chúa Giê-xu nói thế để ám chỉ Ngài sẽ phải chết cách nào. Đó là lời Chúa. Kính chào cha xứ và quý cha, quý bà, anh chị em. 10 năm hôm nay mới lại trở lại gặp quý bà, anh chị em trong thánh lễ chầu họ Latin chúng ta. Chúng ta trở lại với giáo họ trong ngày chầu hôm nay. Anh chị em nhận thấy chúng ta đang bắt đầu bước vào tuần gương khó, tuần dọn chủ nhà theo truyền thống chúng ta vẫn nhắc tới. Anh chị em đọc bài Tin Mừng hôm nay chắc cha xứ đã ghi giải thích anh chị em nhiều rồi. Hôm nay tôi chỉ gợi lại anh chị em đôi điều tâm tình khi trở về với Latin để nhìn xem chúng ta dựa vào lời Chúa để cùng nhau suy nghĩ xem chúng ta đến với Chúa như thế nào và đến với Chúa ra làm sao. Bài đọc Tin Mừng gửi đến cho chúng ta đấy nhé, cũng như anh chị em đây, trong số những người đến Jerusalem đi lễ có những người Hy Lạp. Họ muốn gặp Chúa Giê-xu, họ nghe Chúa Giê-xu làm phép lạ điều này điều kia, cho nên họ ước mong được gặp Chúa. Đó cũng là tâm tình của những người thời Chúa Giê-xu muốn gặp với Chúa Giê-xu. Cho nên điều hôm nay anh chị em đến đi chầu là để gặp Chúa Giê-xu. Điều ấy là điều quan trọng hết. Mọi cái khác là phần phụ. Còn đến với Chúa mỗi khi tham dự thánh lễ là để gặp lại chính Chúa. Bài đọc thứ nhất cho chúng ta thấy, vậy thì muốn gặp chính Chúa thì phải làm cái gì chúng ta thấy nhé? Hãy học cho biết Đức Chúa. Tiên tri Giê-rê-mi-a nhắc cho chúng ta cái đó. Chúng ta phải học cho biết Đức Chúa, từ người nhỏ tới người lớn. Sấm ngôn của Chúa phán như vậy. Cho nên để biết Chúa thế nào, để hiểu Chúa thế nào, thì phải hiểu Chúa trong tương quan các cá nhân của từng người với Chúa và mình tin. Đấy mới là đời sống tôn giáo, đời sống tâm linh. Còn tất cả chỉ là bề ngoài. Làm sao để chúng ta học để biết được Đức Chúa? Bởi vì sao? Bởi chúng ta thường hay suy nghĩ Chúa phải thế này, Chúa phải thế kia, Chúa phải làm sao hợp với con thì con mới theo Chúa.
thì Chúa tỏ ra cho chúng ta là như vậy. Cho nên chúng ta phải học để biết Đức Chúa. Chúng ta học ngay cái bài tin mừng hôm nay nhé. Khi mà ông Andre và Phít Phê đến hỏi Chúa Giêsu để trình bày với Ngài vì những người ở Hy Lạp muốn gặp Chúa, thì Chúa lại không có nói ta đây. Ngài không bảo gì cả. Ngài tự nhiên Ngài lại kể ra: đến giờ con người được tôn vinh, nếu hạt lúa mì rơi vào lòng đất không thối đi thì nó trơ trọi, nhưng nó thối đi nó sinh nhiều cũng mà. Rồi Ngài nói tới: khi nào ta được đưa lên cao, ta kéo mọi sự lên cùng ta. Rồi lời Chúa trong một câu dẫn giải thêm: Chúa Giêsu nói thế để ám chỉ người phải chết cách nào. Như vậy Chúa Giêsu đã chỉ rõ giới thiệu gặp Ngài không phải chỉ gặp bề ngoài con người của Ngài, mà khi nào được đưa lên cao, Ngài được đưa lên cao, lúc đó các ngươi mới biết ta là ai, và ta chỉ biết rõ Chúa làm thế nào. Khi Chúa chịu chết trên thánh giá, hay chúng ta nói đúng hơn là khi nhìn lên thánh giá Chúa, chúng ta bắt đầu mới cảm nhận Chúa chúng ta là như thế nào. Một vị Thiên Chúa yêu thương chúng ta đến độ cho con mình xuống thế làm người chịu chết cho ta. Chúa Giêsu đến, Ngài bằng lòng chịu chết cho chúng ta. Như vậy Chúa tỏ rõ biết Chúa, hiểu Chúa, phải nhìn vào, nhìn lên thập giá Chúa, đấy chúng ta mới hiểu được Chúa chúng ta tin là thế nào. Bởi vì chúng ta phải học, học cách để biết Chúa, nghĩa là Chúa tỏ ra chúng ta thế nào. Vì sao? Vì Chúa Giêsu tuy là Thiên Chúa, vì sống kiếp phạm nhân, Ngài cũng phải học, học cho biết vâng lời, vâng lời cho nên nói bằng lòng chịu chết. Vì thế Thiên Chúa mới tôn vinh Ngài. Thiên Chúa được tôn vinh khi Ngài, Chúa Giêsu chúng ta đấy, Ngài phải học để vâng lời. Trên bao giờ hết, chúng ta cần phải trở lại lời Chúa Giêsu dạy chúng ta: ai tin Chúa, theo Chúa thì phải học với Chúa. Ai theo Thầy thì phải theo cách Thầy sống, cách Thầy ở. Chúng ta nhận thấy điều đó là điều hiển nhiên, chứ chúng ta không nên cứ nghĩ Chúa phải thế này, Chúa phải thế kia. Nhiều khi ta làm Chúa mất rồi, Chúa đã trở thành cái sản phẩm tư tưởng của chúng ta suy nghĩ, thì không có đúng đâu. Trở lại với các giáo xứ hay giáo hội, nhiều khi anh chị em mới thấy giáo hội phải thế này, giáo hội phải thế kia, chúng ta luôn luôn thấy lặp lại cái điều ấy. Nhưng chúng ta quên mất một điều rằng lời Chúa phải là ngọn đèn soi cho con bước, chỉ cho chúng ta đường chúng ta đi. Hơn nữa, những người Hy Lạp đến với Chúa thì họ lại nhờ Philippe. Philippe lại nói với Andre và hai ông đến thưa với Chúa. Đến với Chúa phải qua các phương tiện trung gian, qua những con người trung gian dẫn họ đến với Chúa. Chúng ta cứ tạm gọi như là những người mới, họ như là người khách. Họ đến với Chúa thì cần phải có người dẫn đến với Chúa. Đó là các dụng cụ, các phương tiện Chúa dùng để con người dẫn tới Chúa những người mà mình muốn dẫn tới. Hay nói cách hơn là có thể dẫn đưa người khác tới Chúa. Đó là chính chúng ta phải nhìn lại dẫn với Chúa. Vậy hôm nay tôi gọi lại điều ấy, anh chị em Latin dẫn ai tới Chúa? Hay thỉnh thoảng Ngài thấy mang tượng ảnh đến con chàng cha? Tôi thấy buồn mỗi khi cứ nghe thấy bà con mang tới con chàng Chúa. Không những chàng cha mà con chàng Chúa cho chàng. Bây giờ Latin bây giờ một tháng con chàng đã bông. Đó là một thực tại chúng ta cần phải suy nghĩ lại. Không những chúng ta đến với Chúa, chúng ta đã còn mang được ảnh đến chàng Chúa nữa, chàng nhà thờ lại, chàng cha xưa nữa. Xem có thể đến với Chúa
Đấy là điều mà chúng ta cần phải suy nghĩ lại cho thấu tình đạo lý. Tại vì là Chúa dùng mỗi người chúng ta để dẫn đưa người khác tới Chúa. Hôm nay ca sĩ nhìn khách hàng, không biết đã có được đưa được người nào đến Chúa chưa? Đưa được khách hàng nào đến với Chúa chưa? Không biết là không? Hay là đánh mất Chúa luôn? Vậy thì chúng ta cần nhớ lại là chính anh chị em cần phải từng người suy nghĩ lại làm sao để chúng ta đưa người khác về với Chúa. Nhưng điều đầu tiên là mình làm sao phải có Chúa để giữ lại. Nói hôm nay là biết là mình phải là một người thực sự tin Chúa, hiểu Chúa, thì mình phải học để biết Đức Chúa là tất cả các dụng cụ con người hay lễ nghi là phương tiện, là dụng cụ để chúng ta đến được với Chúa. Thì tiên vàng chúng ta phải là những người thực thi những điều ấy, học bằng lý thuyết, học bằng gặp gỡ con người, học bằng lễ nghi phục vụ. Chúng ta đến với Chúa để học với Chúa từ những các cái lễ nghi phục vụ, nghĩa là khi tham dự ngày meeting là thời gian để học với Chúa tốt nhất. Không có một không gian nào học để biết Chúa tốt nhất bằng lễ nghi phục vụ, nhất là thánh lễ. Đáng vui mừng là cha xứ thì liền anh chị em mới nói, nhà dòng thì nhắc lại anh chị em mới nói. Vậy thì còn gì hơn nữa, các phương tiện xung quanh đều ủng hộ chúng ta rồi. Tôi đảm bảo như vậy. Bây giờ còn chính nội lực của anh chị em làm sao để chúng ta xứng đáng tin tưởng vào Chúa. Thì từ đây hương thơm của Chúa mới tản ra, chỉ có mất dần mất mòn nữa. Ngày trồng đường có lẽ năm nay là ngày trồng đường thường thường là ngày thấp nhất trong một năm, nhà thờ vẫn chưa kín khác thì lại không được cha xứ mà xuống dưới ăn à. Cho nên đấy là điều mà để chúng ta nhìn nhận lại là trách nhiệm của chính từng người chúng ta. Chúng ta đừng nói bài ai bài ai, nhưng mỗi người trong chúng ta hãy nhìn nhận thấy trách nhiệm của mỗi người và của từng người. Hôm nay tôi để bên chị em trong tâm tình tháo chứa của bên chị em, nhưng mà chỉ gọi là một hôm nay đúng vào lúc cũ nữa. Sau đây đừng không có chia sẻ với anh chị em nhiều trong tâm tình gợi lên những ý tưởng đơn sơ nhỏ bé để anh chị em cùng nhau suy nghĩ lại để làm sao chúng ta tin tưởng vào Chúa và nhờ đức tin của chúng ta Thiên Chúa được mọi người nhìn nhận và tôn trọng, bởi vì Thiên Chúa đáng được chúc tụng và tôn vinh đến muôn đời. Xin Chúa chúc lành cho tất cả anh chị em. Amen. Tôi tin kính một Thiên Chúa, Thần Cha toàn năng, Đấng tạo thành trời đất muôn vật hữu hình và vô hình. Tôi tin kính một Chúa Giêsu Kitô, Con một Thiên Chúa, sinh bởi Đức Chúa Cha từ trước muôn đời, Người là Thiên Chúa bởi Thiên Chúa, ánh sáng bởi ánh sáng, Thiên Chúa.
chị em thân mến, Thiên Chúa là tình yêu, và ngôi hai Thiên Chúa đã biểu lộ tình yêu mãnh liệt ấy khi tự nguyện đón nhận cái chết trên thập giá để cho chúng ta được sống dồi dào. Chúng ta cùng cảm tạ Chúa và dâng lời cầu xin. Hội Thánh không ngừng rao giảng cho muôn dân được biết Đức Giê-xu là đấng cứu độ duy nhất của trần gian. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho lời rao giảng của Hội Thánh được nhiều người chăm chú lắng nghe và thành tâm đón nhận. Chúng ta hãy cầu nguyện.
Anh chị em hãy cầu nguyện để hy lễ của tôi cũng là của anh chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận. Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, Chúa đã cho chúng con là con cái Chúa được thấm nhuần đạo lý đức tin. Giờ đây xin cũng thương nhận lời chúng con khẩn nguyện và dùng lễ tế này thanh tẩy tâm hồn chúng con. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Chính đáng phải đào và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. Chúa dùng chay tình phần xác chế ngự nết xấu, nâng cao tâm hồn chúng con và ban sức mạnh cùng phần thưởng nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Nhờ người các thiên thần ca ngợi, các quần thần thờ lạy, các quyền thần kính sợ uy linh Chúa, các tầng trời cùng với các đạo binh thiên quốc và các thần sốt mến đồng hân hoan chúc cùng Chúa. Xin cho chúng con được đồng thanh với các ngài thành khẩn tuyên xưng rằng: Chúa đã thương cho
tán thảo phần chư tôn nhân và cùng sự Chúa. Chúng con tha thiên lại xin Chúa cho chúng con khi thông phần mình và máu Đức Kitô được quy tụ nên một nhà Chúa Thánh Thần. Lạy Chúa, xin nhớ đến hội thánh Chúa đang rộng khắp hoàn toàn để kiện toàn thiên chúa của mình, cùng với Đức Giáo Hoàng Francisco, Đức Tổng Giám mục Giuse chúng con và toàn thể hàng giáo sĩ. Xin Chúa cũng nhớ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ, thân bằng quyến thuộc chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa. Xin cho hết thảy được vào hưởng ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con này xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hưởng sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria Mẹ Thiên Chúa, Thánh cả Giuse, các thánh tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại, và cùng với các thầy chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa. Thank you.
Đây xin Thiên Chúa sẽ đón xóa tội trần gian, phúc cho anh được mời đến dự tiệc trên Thiên Chúa. Thank you.
Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, chúng con vừa được phúc kết hợp với mình và máu thánh Đức Kitô, xin cho chúng con được trở nên những chi thể sống động của Người, Người hằng sống và hiện trì muôn đời. Amen. Chúa ở cùng anh chị em. Và con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em. Amen. Thưa quý cha và toàn thể quý khách, thay lời cho giáo họ xin chân thành cảm ơn quý cha và quý khách đã về dâng thánh lễ cầu nguyện cho giáo họ chúng con trong ngày trời hôm nay. Kính thưa cha tiền nhiệm, hôm nay là tham lại gọi là tổng hợp đấy cha, cả sứ cả Nam Kinh cả Mai Linh mới được gần đấy đấy, mà trong ca đàn tổng hợp này là cả miền Bắc đấy chẳng, mỗi anh chị ở một nơi Phú Thọ Lạng Sơn Hà Tĩnh chứ không phải nguyên ở đây đâu, thế là bố được nước được ngày xưa bố về dự cũng được như thế đâu, nó chuẩn hết rồi đấy, cả miền Bắc đấy không phải chuyện đâu anh chị em, cả ca đàn của miền Bắc hát cho là tỉnh, mỗi anh chị ở một nơi. Nói thế để chúng ta cùng chúc mừng các bạn tổng hợp của chào bao tay và xin quý cha quý khách cầu nguyện cho cái miền đất truyền giáo của chúng con. Thì con cũng nói chuyện là về đây gần 2 năm mà tính là 3 năm rồi đấy, mà không biết ở Lam Kinh nó có bao nhiêu người, nó hơi linh đinh, tức là cứ hôm nay có ngày này mai không biết nơi nào mà gần cả, chưa biết có bao nhiêu người bao nhiêu nhà, đi đến thì người ta đã đóng cửa không có nhà không gặp được, mà đi lễ thì rất là bất ưng, hôm thì nhiều hôm thì ít, có hôm thì không có người. Thế thì các cha cầu nguyện cho giáo họ Lam Kinh, nhưng cũng là cầu nguyện cho cả giáo hội những anh chị em, không chỉ nguyên ở đây đâu mà tôi cũng đến một vài nơi rồi, đa số là cái kiểu đấy, chúng ta cũng hay báo cáo từ ngon thôi anh chị em. Kính thưa cha cố nữa là con mời xuống đây là bởi vì ngày lễ Chúa Nhật thường hay là ngày thường nó có một chú mà một chú thôi, thế này cả tổng hợp Việt Bắc như là cái ngày đấy, nên là không để cái gì khác như là cái gì trèo lên nó muộn quá nha. Thì một lần nữa cảm ơn tất cả những cộng đoàn cũng phải chị em xa gần và nhất là các cha đã thương đến giáo họ và xin tiếp tục cầu nguyện cho chúng con. Chúng ta cũng cảm ơn các ngài và một tràng pháo tay nữa. Lễ con mời đi cha và đi khách chúng ta là thờ cúng chúng ta dùng cơm. Lễ xong chúng anh chị em đi bình an.